Vào cuối năm qua, Microsoft đã tung ra một loạt sản phẩm mới, trong đó có Surface Laptop 5. Đây là một thiết bị không quá mới mẻ, vẫn giữ nguyên thiết kế kiểu truyền thống quen thuộc, chủ yếu là hãng đã nâng cấp cấu hình và bổ sung màu mới. Vậy còn một khía cạnh mà nhiều người dùng không chú ý tới, đó là công nghệ âm thanh trên Surface Laptop 5 thì sao? Nó có gì hay ho và mới mẻ không? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong video này nhé! Một, tổng quan Surface Laptop 5. Surface Laptop 5 tiếp tục giữ vững form thiết kế dạng vỏ sò truyền thống, tương tự thế hệ tiền nhiệm. Thật đáng tiếc khi Microsoft đã chia tay AMD Ryzen và chỉ giữ lại vì xử lý Intel thế hệ 12 Alder Lake trên dòng Surface Laptop 5. Surface Laptop 5 được nâng cấp cấu hình với vi xử lý Intel thế hệ 12 mới nhất hiện tại với hai tùy chọn bao gồm Core i5-1235U 10x12 luồng, 2xP tối đa 4.4GHz và 8xE tối đa 3.3GHz. Core i7-1255U 10x12 luồng, 2xP tối đa 4.7GHz và 8xE tối đa 3.5GHz. Phiên bản màn hình 13 inch sẽ sử dụng cả Core i5 lẫn Core i7, trong khi phiên bản 15 inch lớn hơn chỉ có lựa chọn duy nhất là Core i7. Hãng trang bị bộ vi xử lý dòng U siêu tiết kiệm điện thay vì dòng P có hiệu năng cao để tối ưu thời gian sử dụng pin. Surface Laptop 5 tiếp tục giữ hai kích thước màn hình là 13.5 inch và 15 inch. Công nghệ màn hình Pixel Sen với độ phân giải lần lượt là 2256x1504 và 2496x1664, tỷ lệ 3:2, tương tự Surface Laptop 4. Hỗ trợ Dolby Vision IQ, phiên bản nâng cấp của Dolby Vision sử dụng cảm biến ánh sáng để tối ưu độ tương phản, mang lại trải nghiệm HDR tốt hơn. Microsoft bổ sung một màu mới là Shade, tức là màu xanh lục nhạt, tương tự Surface Laptop Go 2 trên phiên bản 13.5 inch, bên cạnh các màu cũ như Platinum, Matte Black và Sandstone. Trong khi đó, phiên bản 15 inch chỉ có hai màu là Platinum và Matte Black. 2. Công nghệ âm thanh trên Surface Laptop 5. Dòng Surface Laptop khá đặc biệt khi loa OMI Sonic của chúng được đặt ngay bên dưới bàn phím, và Surface Laptop 5 tiếp tục giữ lại thiết kế này. Điều này sẽ làm thiết kế của máy liên lạc hơn, trong khi không có quá nhiều lỗ ở loa bên thân máy. Với việc để loa dưới bàn phím thì âm thanh sẽ có khoảng không gian lớn hơn, dễ lan tỏa hơn. Âm thanh cũng hướng thẳng vào người sử dụng máy chứ không bị phân tán sang hai bên như các laptop khác trên thị trường. Bên cạnh đó thì Surface Laptop 5 còn được hỗ trợ thêm Dolby Audio Premium, giúp nâng cao trải nghiệm âm thanh với những ưu điểm sau. Đầu tiên là âm thanh trong trẻo. Công nghệ giúp tối ưu hóa trên thiết bị để bạn không phải bỏ lỡ bất kỳ chi tiết âm thanh nào từ lời thoại cho đến âm thanh của môi trường xung quanh trong chương trình được phát và loại bỏ tốt các tạp âm. Thứ hai là điều khiển âm lượng tự động. Bộ điều khiển âm thanh thông minh cho phép bạn sử dụng ở các chế độ như xem phim, nghe nhạc và chơi game phù hợp, cùng với đó là cho phép bạn thiết kế âm thanh để tạo ra những âm thanh sống động trong các chương trình mà bạn đang trải nghiệm. Nó giúp duy trì âm lượng không đổi ở trên tất cả các nội dung và ứng dụng. Thứ ba, âm thanh vòm. Thỏa sức trải nghiệm âm thanh với phần mềm tạo hiệu ứng âm thanh vòm phát ra từ nhiều hướng, để âm thanh được phát ra một cách sống động hơn bao giờ hết. Thứ tư, tối ưu hóa âm thanh. Dolby Audio hỗ trợ cân bằng âm lượng, giúp loại bỏ tiếng ồn khó chịu từ âm thanh phát ra, cho phép bạn trải nghiệm chất lượng âm thanh tốt nhất từ nhiều loại nội dung chương trình khác nhau, âm thanh tự nhiên và to hơn, không bị méo tiếng. Và cuối cùng, nó cung cấp khả năng nén âm thanh siêu hiệu quả mà không làm giảm chất lượng âm thanh. Trên đây là các thông tin cơ bản về công nghệ âm thanh trên Surface Laptop 5. Bạn có thấy đặc biệt không? Và bạn sẽ mua Surface Laptop 5 chứ? Hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận của video này nhé! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.